Vô cùng xinh đẹp sẽ đến vào những vị trí đã được đặt sẵn. Và khi mà có người lại thì MC action thì mọi người sẽ lên lên chạy thật nhanh để truyền năng lượng xanh đến để mở được màn bánh trưng nè. Dạ anh đã rõ chưa ạ? Đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ mời thêm nữa. Bao nhiêu bạn fan quá đâu. Tất nhiên nữa. Hey, mời, anh sẽ ready. Yeah. Tất cả các bạn phía sau luôn, các bạn cũng sẽ lên lên theo luôn. Đúng, các bạn phía sau luôn. Chúng ta sẽ tạo thật nhiều điện từ cho cái sàn này nhá. Bắt đầu đèn của các bạn đã chạy nhanh hơn rồi. Đèn của các bạn đã chạy nhanh hơn rồi và. Cái này rồi, cố lên nào. Ô, bên này đèn đã sáng rồi. Đúng
như bầu chúng ta này đã sáng ra từ bên kia sao ạ? Các bạn ơi, các bạn có thể ủng hộ cho những nhân vật của chúng tôi lớn hơn nữa luôn á. Và bây giờ anh ấy cùng em, chúng ta sẽ đếm người 3, 2, 1 nhá. 3, 2, 1 để có thể mở được ngày đến chung lớn nhất thành phố Tuyên Quang ngày nay của Milo. Wow, mọi người thấy không? Ở đây á, Milo trang trí một nét rất là cổ truyền, văn hóa của nước Việt. Và đến đây thì không chỉ được chơi vui nữa mà còn được tìm hiểu văn hóa, đặc biệt là rất là hữu ích cho các bé, để các bé lại yêu thêm văn hóa cổ truyền. Và ở đây thì tôi nhìn thấy mọi người nhớ cảm giác giống hồi bé, rất thích chuyện để rất thích sách. Bây giờ để truyền được cái năng lượng tích cực, năng lượng đó cho con trai của mình. Gia đình con nhé, con chào các cô các chú.